Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Trải nghiệm ở Thụy Sĩ khiến bác Shin Hye không thể nào quên. Mới trở về từ chuyến du lịch Thụy Sĩ cùng với gia đình, bác Shin Hye vẫn muốn đến vùng đất mộng mơ đó. Vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, bác Shin Hye cho biết dù đã về Hàn được vài ngày sau chuyến đi ở Thụy Sĩ, nhưng cô vẫn bị lệch múi giờ và cảm thấy như mình đang ở châu Âu. Nữ diễn viên Những Người Thừa Kế nhớ lại những trải nghiệm của mình ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới và mong muốn lại được đến đất nước mộng mơ này. Trước đó, Park Shin Hye có đăng tải trên trang cá nhân một số hình ảnh trong chuyến xuất ngoại cùng với gia đình. Tại đây, cô được tận mắt ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được leo núi và thưởng thức những đồ ăn ngon, đẹp mắt. Kết thúc những ngày tháng nghỉ ngơi thư giãn, sắp tới, Park Shin Hye sẽ tham gia quay phim điện ảnh mới cùng với Jo A-in. Bên cạnh đó, cô cũng bắt tay vào quá trình lồng tiếng cho phim kinh dị Cô. Park Shin Hye mong người hâm mộ chờ đón những tác phẩm tiếp theo của cô ấy.